Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Sinh con theo ý muốn, cách tính sinh con trai, con gái năm 2022 chuẩn xác nhất. Cách tính sinh con trai hay con gái là điều mà nhiều bố mẹ quan tâm khi có mong ước đón em bé trong năm 2022 này. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt tham khảo thông tin sau đây để bạn lên kế hoạch chào đón thiên thần nhỏ trong năm này nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Cách tính sinh con trai hay con gái trong năm 2022 theo phương pháp khoa học. Cách tính sinh con trai hay con gái theo chu kỳ kinh nguyệt rất dễ dàng. Ta đã biết, nếu muốn thụ thai thì cần phải có tinh trùng X là con gái hoặc Y là con trai. Mỗi tinh trùng có một số đặc điểm khác nhau. Tinh trùng X thì bơi chậm hơn nhưng sống lâu hơn. Tinh trùng Y bơi nhanh hơn nhưng không sống lâu bằng tinh trùng X. Theo khoa học đã chứng minh thì việc quan hệ đúng thời điểm để trứng của mẹ gặp tinh trùng của bố là tác nhân quyết định giới tính của thai nhi. Nên muốn sinh con trai hay con gái theo ý mình thì các cặp đôi cần căn ngày rụng trứng dựa vào tính chu kỳ kinh nguyệt. Nên muốn sinh con trai, vợ chồng nên căn ngày rụng trứng và quan hệ trước đó 1 đến 2 ngày. Người mẹ cần phải tính ngày rụng trứng rồi không quan hệ trong khoảng 7 ngày, đợi đến đúng ngày rụng trứng thì quan hệ. Khoảng thời gian thụ thai bé trai tốt nhất sẽ là ngày thứ 14, 15 và 16 của chu kỳ. Tinh trùng Y ưa thích môi trường kiềm, dễ chết trong môi trường axit, tốc độ di chuyển nhanh, thời gian sống ngắn khoảng 1 ngày. Do đó, bạn nên quan hệ vào ngày rụng trứng hoặc ngày sau ngày đó, khi môi trường âm đạo có tính kiềm mạnh nhất. Ngược lại, nếu muốn sinh con gái trong năm 2022 theo ý muốn thì nên quan hệ trước từ 3 đến 5 ngày, bởi tinh trùng X dễ xiết trong môi trường kiềm, tốc độ di chuyển chậm, thời gian sống lâu đến 4 ngày, thường sẽ rơi vào ngày thứ 10, thứ 11 và thứ 12, 13 theo chu kỳ kinh nguyệt. Ngày thứ 14 trở đi thì nên không nên quan hệ. Ngoài ra, nếu muốn sinh bé trai hoặc bé gái theo dự định, bố mẹ nên bổ sung vitamin K trong giai đoạn này để tinh trùng và trứng được khỏe hơn, nhưng nâng cao khả năng thụ thai. Phụ nữ có độ tuổ dưới 35 thì khả năng sinh bé trai sẽ cao hơn là sinh bé gái. Ngược lại, phụ nữ sau tuổi 35 thì tỷ lệ sinh con gái sẽ là nhiều hơn. Một số lưu ý khác để nhanh thụ thai, đó là quan hệ vợ chồng đều đặn, có lối sống lành mạnh, chú ý tập thể dục thể thao, ăn uống khoa học, hạn chế những căng thẳng hay lo âu, tránh xa những thói quen xấu và các chất kích thích. Cách tính sinh con trai, con gái theo tuổi mẹ và lịch vạn sự. Đây là cách tính toán để giúp bố mẹ sinh con theo ý muốn dựa theo các triết lý của cổ học phương Đông. Được lưu truyền trong dân gian, bố mẹ có thể dựa vào số tuổi âm lịch của mình mà chọn thời điểm thích hợp để thụ thai sinh con. Theo đó, trong năm 2022 này, các bố mẹ muốn sinh con trai, con gái thì có thể tham khảo cách tính tuổi mẹ và lịch vạn sự như sau. Cách tính sinh con trai, con gái trong năm 2022 theo bát quái. Gieo khỏe sinh con trai hay con gái năm 2022 theo bát quái 8 quẻ càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài được khá nhiều người áp dụng và có tính ứng nghiệm cao. Công thức tính như sau, có 3 yếu tố buộc phải biết mới có thể tiến hành gieo khỏe sinh con trai hay con gái, đó là tuổi âm lịch của chồng, tuổi âm lịch của vợ và tháng thụ thai âm lịch. Tuổi chẵn, tháng chẵn sẽ là hào dương, tuổi lẻ, tháng lẻ sẽ là hào âm. Với các tuổi chẵn như 20, 22, 24 hoặc 30, 32, 34 thì tháng thụ hai là tráng chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì kẻ hào âm tức là hai vạch ngăn. Với tuổi lẻ 21, 23, 25 hoặc 31, 33, 35 tháng thụ thai sẽ là tháng lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11 thì kẻ hào dương tức là một vạch dài. Vị trí và các vạch hào. Khi vạch các hào, vạch hào âm hoặc hào dương ứng với tuổi của người chồng ở trên cung, tuổi của người vợ ở dưới cung, còn tháng thụ thai thì vạch ở giữa. Kết quả, nếu các vạch tạo thành quẻ dương, tức là các quẻ càn, khảm, cấn, chấn thì sẽ sinh con trai. Nếu các vạch tạo thành quẻ âm, tức là các quẻ tốn, ly, khôn,
đoài thì sẽ sinh con gái. Sau đây, mời các bạn cùng lịch hệ tốt tham khảo ví dụ. Thứ nhất, tuổi của người chồng theo âm lịch là 27 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch một hào dài. Tuổi của người vợ theo âm lịch là 24 tuổi, là tuổi chẵn thì vạch hai vạch ngắn, hào âm, ở vị trí dưới vạch đã kẻ của người chồng. Tháng tụ thai là tháng 4, chẵn thì vạch hai vạch ngắn, hào âm, ở giữa hai vạch của chồng và vợ. Ta sẽ có quẻ cấn, quẻ dương, tức là sẽ sinh con trai. Ví dụ tiếp theo, tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 32 tuổi, là tuổi chẵn thì vạch hai hào ngắn, hào âm ở phía trên cùng. Tuổi của vợ tính theo âm lịch là 26 tuổi, là tuổi chẵn, vạch hai vạch ngắn, là hào âm ở dưới vạch đã kẻ của người chồng. Tháng thụ thai là tháng 6, chẵn thì vạch hai vạch ngắn, tức hào âm ở giữa hai vạch của người chồng và vợ. Ta sẽ có quẻ khôn và là quẻ âm, tức là sinh con gái. Công thức rút gọn. Trong trường hợp sử dụng các cách tính trên thấy phức tạp, bạn có thể áp dụng công thức rút gọn như sau. Xem tuổi cha và mẹ là tuổi chẵn hay tuổi lẻ theo âm lịch. Xem tháng thụ thai là chẵn hay lẻ. Nếu hai chẵn một lẻ thì sẽ là con trai, vì các vạch này tương ứng với các quẻ chấn, cấn và khảm. Nếu hai lẻ một chẵn thì sẽ là con gái, vì cách này vạch này tương ứng với quẻ tốn, đoài và ly. Nếu ba chẵn thì sẽ là con gái, tương ứng với quẻ khôn. Còn nếu ba lẻ sẽ là con trai, tương ứng với quẻ can. Ví dụ, cha 36 tuổi chẵn, mẹ 33 tuổi lẻ, người mẹ mang thai vào tháng 11 lẻ, vậy sẽ sinh và con gái. Lưu ý, khi kiểm tra cách tính này với em bé đã sinh thì để chiêm nghiệm thì rất hay tính sai hoặc nhầm lẫn về tháng thụ thai. Vì vậy, người xưa thường hay tính tháng sinh trước rồi đếm ngược lại 10 tháng để tìm ra tháng thụ thai, dù không đủ 10 tháng nhưng vẫn tính đủ. Ví dụ, em bé sinh ra vào tháng 6, đếm ngược lại tháng 6 sẽ là 1, tháng 5 là 2, đến tháng 9 sẽ là đủ 10, tức tháng 9 sẽ là tháng thụ thai của người mẹ. Cách tính này để kiểm tra và chiêm nghiệm những em bé sinh sẽ khá đúng. Trên đây là gợi ý tham khảo cách tính sinh con trai con gái năm 2022 chi tiết nhất. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan đến chủ đề sinh con năm 2022 sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.